xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm trước thì chúng tôi đã lên sóng một chiếc cưa Sirigua 350 ở hàng bãi đã có sử dụng, tình trạng quá là đẹp, nhưng mà hôm nay lại tiếp tục về được một chiếc nữa. Chiếc máy hôm trước thì đã lập tức bán ngay sau khi lên sóng video. Hôm nay thì lại tiếp tục có một chiếc để lên sóng cho bạn xem. Rồi, chiếc này thì không cần nói độ chất của nó rồi, Sirigua là một trong những thương hiệu hàng đầu luôn trên thế giới luôn, đến từ Nhật Bản, chuyên về các dòng máy cơ xích, máy cắt cỏ. Ai sử dụng Sirigua, những con S35, S45 mà cắt cỏ rồi thì cũng không lạ gì rồi. Và đặc biệt luôn, Sirigua 350 là một trong những cái hệ, nó gọi là một hệ máy hàng thừa luôn của Sirigua. Các bạn có thể thấy được chiếc máy này, hình thức của nó quá đẹp, qua video chúng tôi quay luôn, quá đẹp luôn, zin hết. Ngay đến cái phần lam này các bạn có thể hiểu được là đối với một chiếc máy cưa mà sau khi sử dụng thì cái phần lam của nó này sẽ rất là dễ bị bay chữ, bởi vì là khi các bạn cắt nó sẽ bị gọi là gì, ma sát với cả phần thân dây ấy, phần gỗ của các bạn cắt ấy, thì lập tức nó sẽ bị xước rồi bị bay màu, bay sơn. Đây các bạn có thể thấy được chiếc lam này thì còn mới tinh luôn, chữ của nó còn chưa bay hết. Đây các bạn có thể thấy dòng chữ Sirigua ở trên thân lam đấy, rất là đẹp nhé. Chiếc này thì chúng tôi độ thừa được, rất là đẹp luôn. Đây, các bạn có thể thấy được dòng chữ Sirigua dập nổi luôn ở trên tay cầm đấy, rất chất luôn. Riêng mẫu G350 này là hàng đỉnh, hàng siêu hẹ luôn. Nếu mà ai là người chuyên cắt cưa hoặc những cái bác miền Tây Nguyên thì chuyên về những dòng Sirigua này, các bác cũng quá hiểu về chiếc chiếc Sirigua 350 này. Đây, các bạn có thể thấy đây là phần nắp chế này, chúng tôi sẽ mở ra cho bạn xem bên trong nha. Đỉnh của đỉnh luôn. Con này thì lốc hợp kim các bạn ạ. Các bạn thấy chưa? Gió đây. Mới tinh luôn. Như mới. Quá đẹp. Đây các bạn có thể thấy chế này. Xuất sắc. Các bạn có thể thấy dòng chữ Sirigua Japan này bên trên này. Đấy các bạn thấy không? Ở dưới cái phần tiêu xăng ấy. Đó. Chế này là chế One Pro này. Các bạn thấy không? Quay rất kỹ các bạn thấy rất chi tiết này. Đấy, ông chữ One Pro ấy. Này. Ở vị trí này này. Đó. Chế như mới luôn. Quá đẹp cho một chiếc máy xuất sắc. Đỉnh, quá đỉnh. Chiếc này không có một điểm gì để chê. Siêu nồi đồng quý đá. Chiếc này thì các bạn có thể thấy nó chỉnh anti, núm chỉnh anti ngay đây luôn. Đấy. Để ví dụ các bạn bị hụt ga, các bạn muốn chỉnh anti to lên một tí để cho nó dễ sử dụng thì các bạn có thể chỉnh ngay anti bằng tay luôn, không cần phải sử dụng ốc. Chiếc này quá đẹp. Không một cái điểm gì để chê. Đây là dòng máy nằm các bạn nhé. Khác với dòng máy đứng đang bán trên thị trường hiện nay, dòng máy nằm này là cái hành trình piston của nó sẽ dao động ngang. Đây các bạn có thể thấy vị trí buji đây. Đây. Đây các bạn có thể thấy mã series nâu này, 7067600 này. Buji NGK luôn. Đây các bạn thấy không? Đây là vị trí nhớt này. Đó. Nhớt da xích này. Đó. Quá đẹp. Đây. Lốc bằng hợp kim luôn. Đây, các bạn có thể thấy đáy nhá. Đáy chưa xước luôn. Đáy này là cái phần dễ bị xước nhất, bởi vì khi các bạn đặt xuống đất ấy là nó sẽ bị ma sát với cả phần đất đá này, nó rất dễ bị xước. Cực kỳ chất luôn. Làm rung. Rồi. Đây là vị trí lai gió này. Bộ xả. Nói chung là cái cưa này không có điểm gì để chê cả. Đấy, làm Sirigua này. Xích chân 1/4 này. Quá nét, quá keng. Cắt thử luôn cho bạn xem cảm nhận chiếc máy này nó vận hành như thế nào nhá. Sky ơi. Rồi bây giờ đang chơi trò chơi mạo hiểm. Nào chơi đi, hết pin rồi. Các bạn thấy không? Chuẩn bị, khâu chuẩn bị nó hơi lâu.
Rồi. Cao thủ quá khỏe luôn các bạn ơi. Cinewa 30 gỗ này, gỗ khô nó cứng vãi cả đạn này các bạn ơi. Nhìn cái gỗ đẹp chưa, ôi đẹp thật. Ok xong.